Chào quý vị, cái tình trạng này rất nhiều người gặp phải. Mình muốn chia sẻ cái tình trạng của một quý vị này. Hỏi rằng là tôi phải làm sao bây giờ? Mẹ tôi nhận SSI và Medicaid. Qua đời để lại căn nhà cho tôi. Tôi bán không được vì chính phủ lấy nhà. Thường thường mà cái tình trạng này xảy ra rồi, đó, rất là khó để mà chở tay. Ờ, trước khi mình đi vào chi tiết của cái cái đề tài này à, mình muốn chia sẻ một tình trạng mà của một cô này ha thì uh, cô này khoảng chừng 94 tuổi ha quý vị nhận SSI một thời gian rất là lâu ha thì thường thường khi mà mình nhận SSI đó thì có cái Medicaid hoặc là medical đi cùng ha. Bất kể là mình nhận SSI bởi vì mình có cái tình trạng bệnh tật hay là tuổi mình 65 trở lên thì cái chương, chương trình SSI hoặc là Medicaid cũng có cái cuộc kiểm tra theo cái thời kỳ có thể là 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm kiểm tra lại để coi cái tình trạng của mình còn đáp ứng được cái điều kiện để mà tiếp tục nhận hay không ha. Điều kiện có thể là tài sản, có thể là thu nhập hoặc là có thể là cái cách Uh, uh, mình sống vân uh, vân uh, cái sinh hoạt của mình coi còn đáp ứng được cái điều kiện để mà tiếp tục nhận hay không ha. thì thường thường những cuộc kiểm tra như vậy đó có thể là qua thư từ uh, gửi thơ đến hoặc là có thể là điện thoại hoặc là kêu mình đến văn phòng để mà gặp tại văn phòng ha. thì tình trạng của cô này thì là lớn tuổi nên những cuộc kiểm tra thì nhân viên sinh xã hội gửi thơ đến để mà kêu cô ấy hồi âm để mà trả lời cái thơ từ ấy thì thỉnh thoảng trả lời thỉnh thoảng không trả lời ha. hoặc là hẹn đến văn phòng thì tất nhiên là rất là khó khăn đến văn phòng và điện thoại thì có nhiều lần gọi điện thoại đến thì nhân viên sinh xã hội mới thấy rằng là cô này khi mà nói chuyện trong điện thoại đó thì giọng rất là trẻ. Rất là trẻ và rất là minh mẫn nha với cái tuổi như vậy, 94. Và cái hồ sơ khi mà nhiều lần như vậy đó mới là đặt ra cái sự nghi vấn. Đó, để mà đẩy qua cho những nhân viên khác để mà kiểm tra ha. Thì cái hồ sơ này được mình và một người đồng nghiệp xem xét cái hồ sơ này ha quý vị. Cái hồ sơ này đó là mình và một đồng nghiệp có nghĩa là hai người xem xét cái hồ sơ này ha. Coi như cái hồ sơ này được gửi qua để điều tra ha quý vị. Và như hồi nãy mình đã nói là nhân viên xã hội đã liên lạc qua những cái phương tiện khác, thơ, tờ, điện thoại hay là hẹn để vào phỏng vấn, văn vân vòng, vân vân nhưng mà coi như là có cái dấu hỏi ở đây ha. Nên mình và người đồng nghiệp này mới quyết định đi đến nhà cô ấy để mà xem coi thứ nhất là tình trạng sức khỏe của cô ra sao ở à, vân vân ha. Khi mà mình và người đồng nghiệp vừa lái xe đến trước cửa nhà cô ấy đó thì người đồng nghiệp cứ hỏi mình hoài ê có chắc chắn hay không đó, có chắc chắn là nhà này là của cô này hay không. Bởi vì nhà của cô rất là đẹp và đằng trước vân vân rất là uh, lộng lẫy ha và nằm trong cái xóm mà rất là đắt tiền và nhà cô là nhìn bề ngoài là thấy rằng là coi như là một trong những cái nhà đắt tiền trong cái xóm như vậy ha mới không dám vào bởi vì là cô nhận ssi ha Đó. nên lưỡng lự anh đồng nghiệp lưỡng lự không dám đi đến ha thì cuối cùng thì mình cũng đi đến để mà nhấn chuông thì có một anh ra mở cửa ha. thì anh giới thiệu nói rằng là tôi là con của cô ở cũng cạnh đây mấy căn vân vân đúng vậy mẹ tôi ở đây và đang ở trong nhà và bà, bà ấy sống một mình trong căn nhà này từ hồi khi mà bà có nghĩa là chồng của cô qua đời Đó. và khi được mời vào để mà gặp gỡ bà trong nhà thì biết rằng là tình trạng sức khỏe của bà vẫn ổn và cuộc nói chuyện tiếp tục biết rằng là anh này chỉ là một người con duy nhất thôi. Từ khi ba qua đời thì anh sống ở nhà riêng của anh và vợ và mấy người con cách mấy căn thôi qua lại chăm sóc cho bà như vậy ha. Và tất nhiên bà rất cảm ơn và anh cũng rất cảm ơn là cái chương trình mà bà có được là SSI và Medicaid Thì Medicaid đó rất là tốt đã giúp đỡ bà rất nhiều về cái vấn đề y tế nào là bà đã một vài lần vào bệnh viện nằm mấy ngày nhưng mà có cái Medicaid đã đại thọ hết những cái đó và những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà được cung cấp vân vân ha rồi nếu mà sau này bà qua đời thì căn nhà này sẽ để lại cho anh vậy là xong thôi ha mọi chuyện tốt đẹp ha và khi cuộc trò chuyện kéo dài thêm một tí thì anh và bà cũng cắt nghĩa là tại sao mà không bán căn nhà này đi bởi vì căn nhà này rất là to lớn quá cái sức chăm sóc uh, của bà bởi vì tuổi bà cũng lớn vân vân không bán đi để mà mua căn nhà nhỏ hơn bởi vì nếu mà bán đi mà mua căn nhà nhỏ hơn thì tất nhiên là giá rẻ hơn sẽ còn một cái phần tiền còn lại sẽ trên cái mức mà SSI và Medicare giới hạn là 2.000 đồng tài sản thì sẽ bị mất đi cái chương trình ssi và có cái medicaid trong đó cũng bị mất luôn ha cái này tính rất là hay phải không quý vị chắc một số quý vị mà chưa có được cập nhật về cái điều lệ của ssi và medicaid thì nghĩ rằng à, như vậy đâu có gì khó đâu phải không căn nhà này chỉ cần chuyển tên qua cho người con thôi chuyển qua cho anh ấy là người con như vậy là xong phải không nhưng mà chuyển là không được phải không quý vị bởi vì cái đó là theo cái điều lệ khi mình chuyển là mình cho cho là phạm lực với SSI và Medicaid ha và nếu mà mình để tên có nghĩa là cộng cái tên của anh ấy vào căn nhà thì cũng là coi như mình cho một nửa cái phần tài sản trong căn nhà luôn cũng không được luôn ha nhưng mà anh và bà nghĩ rằng là không sao vẫn ở trong căn nhà ấy như vậy thì bây giờ tuổi của cô cũng cao rồi 94 tuổi thì nếu mà qua đời sau này qua đời thì căn nhà này mình đã để cái phần di sản này đó là hả sẽ người con được thừa hưởng căn nhà như vậy là xong ha có rất nhiều quý vị nằm trong cái tình trạng như vậy ha. nhưng cô này và anh này không biết là cái hồ sơ này là cái hồ sơ nằm trong tầm ngắm của chính phủ ha quý vị khi mà mình dùng những cái dịch vụ của Medicaid đó, Uh, Medicaid đã quý vị thấy là một chương trình phúc lợi chung của liên bang và tiểu bang kết hợp nhưng mà cái tiểu bang của mình sống là phục vụ cho mình những cái dịch vụ y tế ấy ha thì chính phủ liên bang đã thiết lập một cái, cái luật hay là cái chính sách buộc tất cả 50 tiểu bang nha phải cố gắng thu hồi chi phí mà tiểu bang đã trả cho những cái dịch vụ chăm sóc uh, dài hạn cho người thụ hưởng Medicaid hoặc là Medicare, ha quý vị, hoặc là những dịch vụ ờ, chăm sóc tại nhà, ờ, chăm sóc tại nơi cộng đồng, hay là hỗ trợ sinh hoạt, ờ, vân vân, chăm sóc tại diện, ờ, viện dưỡng lão, vân vân, hay là những chi phí bệnh viện ờ, tốn kém nhiều, những chi phí y tế tốn kém nhiều, ha. Như Đúng. một số quý vị cũng biết là cái chương trình thu hồi di sản đó được gọi là Medicaid Estate Recovery Program, ha quý vị thì cái cái luật này đó nó sẽ được áp dụng vào những quý vị nào phần đông là 55 tuổi trở lên hoặc là bất kể những ai mà có cái Medicare Medical mà sử dụng rất nhiều chi phí tốn kém cho tiểu bang của mình thì cái luật này sẽ cố gắng thu hồi cái chi phí mà tiểu bang đã trả cho những dịch vụ ấy khi mà cái người sử dụng qua đời ha khi mà mình lãnh lãnh SSI hoặc là medicaid đó, thì hai cái tài sản mà không có nhìn vào xin xã hội và medicaid không có nhìn vào là như hồi nãy mình nói là nhà và xe không bị nhà và xe ha thì thông thường nó tài sản có giá trị lớn nhất đó à, vào thời điểm người thụ hưởng Medicaid qua đời là cái căn nhà thôi nên căn nhà là cái mà được nhắm vào từ tiểu bang để mà thu hồi lại nha cho những chi phí mà chi trả cao nha chứ không phải là bất cả kể chi phí nào cũng bị thu hồi hết chẳng hạn như mình có medicaid rồi mình đi khám bệnh một lần tốn năm ba trăm mà sau này bị thu hồi cái đó không đúng nha những chi phí nào mà thật là cao đắt đỏ như vậy mới bị ngấm vào như vậy ha quý vị và như mình nói hồi nãy là chỉ có cái phần chi phí liên quan đến medicaid mới bị thu hồi thôi nha còn những cái phần tiền mà cung cấp từ sinh xã hội SSI đó có thể là hồi nào giờ mình còn sống an sinh xã hội đã cung cấp 20 ngàn, 30 ngàn, 40 ngàn vân vân rồi đó những cái phần tiền ấy cũng không có bị thu hồi lại hết Mình thường khuyên một số quý vị đó mặc dù những cái tài sản ngoại lệ này là nhà xe không có tính vào cái phần tài sản 2 ngàn, 3 ngàn đồng mà chính phủ đưa ra để mà xét cho mình SSI hay Medicaid đó nhưng mà hãy nhìn vào cái chương trình đó nha SSI và Medicaid này nè uh, Medicaid đó Hoặc là MediCal đó Thì Khi mình có cái này đó Và những chi phí mà tiểu bang trả cho mình Về những cái dịch vụ y tế mà mình sử dụng đó Giống như là cho mình mượn đi ha Hãy nhìn như vậy đi nha Đó, mượn ha Và khi mà qua đời đó Một người mà sử dụng ấy qua đời đó Thì tiểu bang Sẽ đòi lại Nếu người ấy có tài sản nha sẽ đòi lại và đặc biệt là căn nhà sẽ nằm trong cái chương trình này Medicaid Estate Recovery Program ha quý vị Coi như là cho mượn ha Còn nếu mà khi một người mà thụ hưởng như vậy qua đời đó Mà không có cái gì đắt để mà nhắm vào Đặc biệt là căn nhà Thì coi như huệ không có bị gì hết ha Còn có căn nhà thì nhắm vào ha Tình trạng của cô này và anh này thì sao khi mà cô qua, uh, qua đời đó mà để lại căn nhà như vậy cho anh thì bị cái gì? Mặc dù là để lại cho anh rồi nhưng mà khi mà mình có cái Medicaid và medical đó là có sự cam kết rằng là hey nếu cái phần tài sản mặc dù tài sản ấy là ngoại lệ nếu mà mình dùng những dịch vụ tốn kém từ tiểu bang thì tiểu bang có quyền để cái lien vào căn nhà, à, cái lien vào cái căn nhà của mình rồi coi căn nhà đó là giá trị bao nhiêu phải không rồi những cái chi phí mà mình đã sử dụng tốn kém từ tiểu bang à, mình ví dụ là hồi nào giờ tiểu bang trả những cái dịch vụ y tế cho mình là 100 ngàn đi ha rồi căn nhà này nếu mà giá trị là 100 ngàn rồi bây giờ mặc dù để lại cho người con là anh này đi anh này thấy ô mẹ tôi để tôi thừa hưởng cái căn nhà này bây giờ tôi bán bán đâu có được phải không quý vị tại vì chính phủ đã để cái liên vào rồi có thể là những giấy tờ chưa đến mình để mình biết rằng là mình bị gài cái link vào căn nhà rồi nhưng mà bây giờ anh thấy ôi má mẹ tôi qua đời tôi bán căn nhà này bán không được bởi vì có cái link trong cái căn nhà này như vậy là căn nhà giá trị 100 ngàn mà chính phủ tiểu bang muốn thu hồi lại 100 ngàn thì coi như là quê căn nhà này không bán được căn nhà này đó là sẽ thuộc về quyền sở hữu của chính phủ ha. Nếu căn nhà này khi người mẹ qua đời không phải là giá trị 100 ngàn mà chỉ là 50 ngàn thôi thì sao? Hoặc là có thể căn nhà là giá trị 100 ngàn hoặc là hơn 100 ngàn nhưng mà hồi nào giờ đó khi mà cô này mua nhà đó thì trả góp vẫn còn thiếu nợ mà bây giờ nếu mà bán căn nhà này đi là chỉ có lấy ra được 50 ngàn từ cái phần hồi nào giờ mình trả thôi thì sao? Mà trong khi tiểu bang đã cung cấp 100 ngàn như vậy thì sao? Thì tiểu bang chỉ có thu hồi được có 50 ngàn này thôi phải không quý vị? Mặc dù là căn nhà này để lại cái phần nào trong đó cho người con là anh Nhưng tiểu bang không có quay ngược lại là kêu anh phải trả thêm 50 ngàn nữa Cái đó là sẽ quề luôn ha quý vị Như vậy thì có phải là bất cứ ai có cái bảo hiểm y tế Medicaid, MediCal mà có căn nhà là khi qua đời cũng bị thu hồi hết hay không? Ờ, không phải phải không quý vị như hồi nãy cái đầu tiên là mình nói là nếu mà những dịch vụ tốn kém không có nhiều gì mấy và đặc biệt là những quý vị chưa có đến tuổi 55 á, thì hầu như là không có nhắm vào để mà thu hồi và nếu mà khi mà một người dùng cái dịch vụ như vậy mặc dù tốn kém rất là nhiều thì tiểu bang cũng không có thể thu hồi nữa nếu người vợ hay người chồng vẫn còn sống trong căn nhà ấy ha có nghĩa là vợ lãnh Medicaid hay là hai vợ chồng lãnh luôn mà người vợ hoặc là người chồng qua đời nhưng mà người kia vẫn còn sống trong căn nhà ấy thì không thể thu hồi ha quý vị à, hoặc là có thể là mình đang có một người con dưới 21 tuổi sống trong căn nhà đó thì cũng không có thể thu hồi hoặc là có con mà nằm trong tình trạng bệnh tật thì bất kể tuổi nào uh, bệnh tật uh, coi như là trong tình trạng tàn tật đó thì bất kể tuổi nào cũng vậy luôn ha và một số tình trạng anh chị em có cùng tên trong căn nhà và hoặc là uh, con cái trên những cái tuổi như vậy không có tình trạng bệnh tật luôn nhưng mà có tên trùng trong căn nhà của mình và mấy năm qua đã cung cấp những cái dịch vụ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe cho mình mà nếu mà mình không có nhận được những cái sự chăm sóc sức khỏe hỗ trợ ấy từ những người anh chị em hoặc là người con như vậy đó thì mình phải vào viện dưỡng lão hay là những nơi uh, để mà chăm sóc sức khỏe điều dưỡng dài hạn thì cũng nằm trong tình trạng ngoại lệ luôn ha quý vị. Còn tình trạng của cô này và anh này là người con duy nhất cô để lại căn nhà cho người con khi qua đời. Anh này không có sống cùng cái căn nhà, sống cách đó mấy căn. Mặc dù mình có chăm sóc cung cấp uh, dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn cho mẹ mình đi nhưng mà mình không có sống cùng chung căn nhà mình có căn nhà khác à. rồi mình không có đứng tên cùng chung với căn nhà luôn thì nằm trong cái tình trạng là không thể nào mà gỡ ra được khi mà chính phủ nhắm vào như vậy không quý vị có một cái mà mình khuyên nhiều quý vị đó khi mà mình có cái Medicare ha hoặc là Medicare ở tiểu bang của mình đó ha mình thấy rằng ô nó đầy đủ rồi có thể cung cấp nhiều dịch vụ rồi phải không? tôi không có đủ tính chỉ để mà lãnh phần A Medicare phần A phần bệnh viện ha à, rồi cái phần B đó thì lệ phí hàng tháng phải đóng vân vân phần tiền vân vân à, 164 đồng 90 sen hay là năm rồi 170 đồng 10 sen vân vân thôi có Medicare có Medicare rồi đủ rồi không cần mấy dịch vụ đó à. nhưng mà mình khuyên như vậy nha thường thường đó tiểu bang mà mình có cái Medicare, medi Medicare đó mà thấy rằng mình đủ điều kiện để mà gia nhập Medicare phần A hay là phần B bất kể là mình phải đóng hay là gia nhập phần A miễn phí đó thì thường, thường nhân viên mà xét hồ sơ kỹ họ sẽ kêu mình hay liên lạc an sinh xã hội để mà gia nhập Medicare phần A phần B đi tại sao là bởi vì họ không có màn trả những cái phí này như vậy nếu mình bởi vì khi mà mình có cần đến những dịch vụ y tế đó thì nếu mình có cái Medicare đó Thì Medicare sẽ trả cho những cái phí ấy trước Rồi những phần còn lại đó thì Medicaid mới trả ha Nên họ không có màn để mà trả những cái phí cho mình có phần A và phần B luôn ha quý vị Khi mà một người mà nằm bệnh viện mà không có cái phần A thì tất nhiên Medicaid phải gánh hết phải không? Mà nằm bệnh viện quý vị thấy thôi vài ngày thôi đó, vài ngày thôi là hả quý vị thấy là có thể lên vài chục ngàn đến một trăm ngàn là bình thường tốn kém rất là bình thường thôi ha thì Medicaid phải chịu mà khi Medicaid phải chịu như vậy đó thì họ sẽ để vào đó lưu vào cái hồ sơ để coi là mình có căn nhà hay không để sau này nếu mà qua đời thì có thể thu hồi cái di sản hay không ha còn mình có cái Medicare đi cùng luôn đó thì khi mình nằm bệnh viện như vậy nè Medicare sẽ trả trước rồi còn cái ít cái phần còn lại đó thì Medicare mới trả. Hoặc là mình có cái phần B luôn đó. Mỗi lần mình đi khám bệnh, Medicare sẽ trả trước mặc dù Medicare trả cái phần B chỉ có 80% thôi. Đó. nhưng mà Medicare sẽ trả 20% kia thì 20% kia cũng ít hơn là phải trả 100% luôn nếu mà mình không có phần A phần B hay quý vị. Nên cái đó là cái mà một số vị cần lưu ý thấy rằng hey, tôi có Medicaid đủ rồi, đủ điều kiện. Mặc dù tôi đủ điều kiện để có phần A, phần B luôn nhưng mà phải tốn kém. Thôi tôi không gia nhập. Thì hãy nhìn vào nếu mà mình có những cái phần tài sản đặc biệt là căn nhà như vậy hả quý vị. Còn tình trạng như vậy thì không thể nào gỡ ra được ha. Có gì mình sẽ cho lại những video sau. Chào quý vị.